Bệnh sởi đã gây ra những hậu quả nặng nề cho người dân và đang diễn biến phức tạp. Theo Bộ Y tế, bệnh sởi tiến triển nặng ở trẻ nhỏ, có tình trạng dinh dưỡng kém, đặc biệt là thiếu vitamin A, suy dinh dưỡng, hoặc trẻ có hệ thống miễn dịch suy giảm, và do sức đề kháng của cơ thể suy giảm nên bệnh nhân dễ bị biến chứng. Bệnh sởi cũng chính là tác nhân gây ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ. Trẻ bị sởi thường chán ăn, bỏ ăn hay từ chối không ăn do bị viêm loét ở miệng, do tình trạng nhiễm trùng, nôn và tiêu chảy không chỉ làm tăng nhu cầu một số chất dinh dưỡng mà còn tăng đào thải và giảm hấp thu chất dinh dưỡng. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chăm sóc dinh dưỡng là vô cùng quan trọng trong dự phòng và hỗ trợ điều trị bệnh sởi để giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại tác nhân gây bệnh, giảm nguy cơ mắc các biến chứng hay giảm nhẹ biến chứng khi đã mắc. Trẻ suy dinh dưỡng thường dễ bị mắc sởi và bị biến chứng nặng. Ngược lại, trẻ bị mắc sởi lại dễ bị suy dinh dưỡng, thậm chí suy dinh dưỡng nặng. Do đó, trong quá trình điều trị bệnh sởi, nếu trẻ bị suy dinh dưỡng nặng, sẽ cần được áp dụng chế độ điều trị suy dinh dưỡng. Việc lựa chọn thực phẩm hợp lý và chế độ dinh dưỡng đúng cách sẽ mang lại lợi ích trong việc phòng và chữa bệnh sởi. Nếu mà dinh dưỡng tốt, được bổ sung vitamin A đầy đủ, rồi tình trạng dinh dưỡng tốt, các cháu không suy dinh dưỡng, thì khi tiếp xúc với nguồn lây bệnh, các cháu cũng ít có nguy cơ bị mắc bệnh hơn. Bởi vì là cái tình trạng mà nếu có mắc thì mắc sởi cũng nhẹ hơn, vì đã cái tình trạng miễn dịch của cơ thể là tốt hơn những cái cháu suy dinh dưỡng. Trước thực trạng bệnh sởi đang diễn biến phức tạp như hiện nay, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, Bộ Y tế vừa đưa ra những khuyến cáo dinh dưỡng nhằm nâng cao miễn dịch để phòng tránh bệnh sởi. Nếu ăn uống theo các nguyên tắc sau, trẻ có thể giảm được trên 50% nguy cơ mắc sởi. Trước hết, cần ăn đa dạng thực phẩm, khoảng từ 15 đến 20 loại thực phẩm mỗi ngày. Cho trẻ ăn đủ nhu cầu dinh dưỡng, đủ 4 nhóm thực phẩm: nhóm chất đạm, nhóm chất béo, nhóm chất bột đường, nhóm cung cấp vitamin và chất khoáng. Không quá kiêng khem để bù lại các chất dinh dưỡng mất đi, đặc biệt là năng lượng và protein do quá trình nhiễm trùng và tiến triển bệnh. Khuyên các mẹ là một số mẹ rất là sai ấy. Khi trẻ mắc sởi thì lại kiêng không có cho cháu ăn chất đạm, ví dụ lại cứ cho cháo muối, bột trắng đấy, không có cho thịt, cho cá hoặc là cho trứng vào trong bát bột của các cháu. Như vậy thì vô hình chung làm cho cháu thiếu đạm và cái tình trạng dinh dưỡng nó cũng sẽ giảm đi, tức là miễn dịch cũng giảm đi, thì lại làm cho cháu dễ mắc các cái biến chứng hơn, và khi mắc thì sẽ nặng hơn. Thế nhiều cháu trong quá khứ chúng ta thấy nhiều mẹ đã sai, là khi trẻ mắc sởi thì lại kiêng ăn các gọi là các chất tanh hay các chất đạm, làm cho cháu thiếu suy dinh dưỡng, thể thiếu đạm, thể phù ấy. Ví dụ như cháu mà thiếu đạm thì thường các cháu phù, thì có khi mẹ lại cứ tưởng là con to nhưng thực ra là phù do thiếu đạm. Rồi nặng hơn nữa thì có những cháu là kèm theo là da có mảng sắc tố, rồi hai mắt thì nhắm nghiền do thiếu vitamin A. Những trường hợp này thì điều trị rất là, nếu mà không điều trị ngay thì các cháu có thể bị mù mắt do thiếu vitamin A rất nguy hiểm. Cho nên đặc biệt tuyệt đối bà mẹ không được kiêng những thức ăn cung cấp chất đạm như là thịt, cá, trứng, sữa trong bữa ăn của con. Đối với trẻ còn trong độ tuổi bú mẹ, bà mẹ cần tiếp tục cho con bú, cho bú nhiều lần hơn, kết hợp với ăn bổ sung hợp lý. Thực hiện cho trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu là biện pháp tốt nhất giúp trẻ tăng cường miễn dịch
phát triển tối ưu và góp phần phòng bệnh tốt nhất. Cần cho trẻ ăn đủ các thức ăn giàu đạm. Các thực phẩm giàu đạm có giá trị sinh học cao như thịt, cá, cá chép, cá quả, cá ba sa, cá bông lau, cá hồi, cá trích, trứng, sữa, hải sản. Đồng thời cũng là nguồn cung cấp kẽm và sắt, giúp tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho trẻ. Trong trường hợp trẻ bị biến chứng tiêu chảy hoặc viêm phổi, cần bổ sung kẽm theo hướng dẫn của bác sĩ bằng đường uống cho trẻ. Các mẹ cũng chế biến các món ăn mềm và làm cho các cháu dễ ăn hơn. Và cũng đừng quên là mẹ phải đảm bảo đủ nước uống cho con. Một ngày các cháu thì tùy theo nhóm tuổi khác nhau mà các cháu có thể khoảng từ 1 đến 1,5 lít nước mỗi ngày. Và người trưởng thành thì ít nhất chúng ta cũng phải 2 lít nước mỗi ngày. Và các mẹ cũng có thể bổ sung thêm như là các cái dạng cốm kẽm để giúp nâng cao miễn dịch cho con. Giờ một ngày thì cũng nên cho cháu uống 1-2 cốc nước quả chín để giúp cung cấp đủ vitamin C cho các cháu. Cần cho trẻ ăn tăng rau, quả có màu vàng, đỏ như cà rốt, cà chua, bí đỏ, cam, xoài, đu đủ, dưa hấu và các loại rau có lá xanh sẫm như rau muống, rau ngót, cải bó xôi, súp lơ xanh, vì có nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A, vitamin C, giúp tăng cường miễn dịch, chống nhiễm trùng và làm nhanh lành các tổn thương, đặc biệt tổn thương ở mắt, chống mù lòa. Các loại quả khác giàu vitamin C giúp nâng cao sức đề kháng và cung cấp nước cho trẻ như bưởi, táo, lê cũng rất tốt. Thực phẩm giàu vitamin A thì có ở đâu? Ví dụ có như trong gan các loài động vật, gan bò, gan gà, rất giàu vitamin A. Và mẹ có thể chọn cho các cháu ăn thịt cá. Trong thịt cá, trứng, sữa cũng đều giàu vitamin A. Trong ví dụ như trong thịt gà, trong thịt bò, thịt lợn chẳng hạn, cũng hay tôm, lươn cũng là những cái nguồn, hay hải sản cũng là nguồn giàu vitamin A. Thế thì mẹ cũng đừng quên cho con ăn thức ăn động vật. Ăn thức ăn động vật là có vitamin A, tức là bú mẹ và ăn các thức ăn động vật thì có vitamin A. Ngoài ra thì trong rau xanh, quả chín cũng có tiền tố vitamin A là beta carotene, thì vào trong cơ thể thì cũng có thể được chuyển thành dạng vitamin A. Thế thì trong thực vật thì nó có tiền tố vitamin A có ở trong các củ quả màu vàng, ví dụ như là xoài, như chuối, như đu đủ, và cà rốt cũng rất là giàu beta carotene. Rồi trong các rau có màu xanh thẫm nói chung, ví dụ rau muống, rau dền, rau đay, rau ngót, rồi mùng tơi chúng ta ăn cũng rất giàu beta carotene. Ngoài ra phải cho trẻ uống đủ nước, nhất là trong giai đoạn trẻ đang sốt, nôn. Có thể cho trẻ uống nước quả như nước cam, nước bưởi, nước chanh và các loại nước quả sinh tố khác. Khi trẻ sốt cao, nôn và tiêu chảy, cần cho trẻ uống dung dịch Oresol để bù nước và điện giải theo hướng dẫn. Sau khi trẻ đã khỏi bệnh, cần cho trẻ ăn nhiều hơn trong giai đoạn hồi phục, ít nhất là 2 tuần để trẻ có thể nhanh chóng trở về tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe bình thường. Nếu những mẹ mà không nuôi con bằng sữa mẹ, thực ra chúng ta thấy một cái thiếu sót đó là không truyền được cái miễn dịch từ mẹ sang cho con, mà làm cho nhất là những cháu bé mà chưa tiêm sởi, các cháu dễ mắc sởi là vì thực ra là mẹ bỏ sữa mẹ. Bởi vì thường là mẹ hồi nhỏ đã tiêm chủng hoặc đã mắc sởi rồi, thì trong sữa mẹ là có cái miễn dịch phòng chống bệnh sởi rất là quý, thì mẹ lại bỏ qua. Cho nên tại sao các cháu nhỏ cũng mắc sởi, vì có thể là mẹ không nuôi con bằng sữa mẹ này, cho ăn sữa ngoài làm cho cháu không nhận được cái miễn dịch từ mẹ. Nhiều bà mẹ không quan tâm đến dinh dưỡng thì tôi khuyên là như ví dụ những bà mẹ
mà đang cho con bú sữa mẹ thì các mẹ phải cố gắng cho con bú sữa mẹ. Và dù những cháu mà đang điều trị sởi, các cháu khó thở thì mẹ cũng nên vắt sữa mẹ và cho cháu uống. Thế trong trường hợp mà mẹ đã cai sữa thì chúng ta vẫn phải nuôi cháu bằng cái chế độ ăn đủ các nhóm thực phẩm, như nhóm cung cấp chất đạm, cung cấp chất đường bột, chất béo, rồi rau xanh, quả chín. Khi trẻ đang bị bệnh sởi, không nên dùng các loại gia vị cay nóng như ớt, hạt tiêu, quế, hành tây, tỏi, cà ri. Hạn chế các thức ăn chứa nhiều chất béo no, nội tạng động vật. Tuyệt đối tránh, không dùng các thức ăn mà đã bị dị ứng hoặc các thức ăn lạ. Chủ yếu một số thức ăn cay nóng, ví dụ như là ớt, như là quế, thì nó có thể làm, hoặc là hạt tiêu có thể làm cho gọi là hoạt huyết, có thể làm cho các cháu đang sốt mà lại ăn những cái món nóng như vậy thì thực ra nó cũng không tốt, và sợ rằng những cái ban sởi nó mọc nhiều hơn. Bổ sung vitamin A đã được một số nghiên cứu chứng minh làm giảm 50% trường hợp tử vong do bệnh sởi. Do đó, bắt buộc tất cả các trẻ em mắc sởi đều phải được uống vitamin A theo phác đồ của Bộ Y tế. Bệnh sởi làm tăng nhu cầu vitamin A của cơ thể, dẫn đến thiếu vitamin A. Kể cả ở những trẻ trước đó được nuôi dưỡng tốt và không thiếu vitamin A, vẫn có thể gây biến chứng, viêm loét giác mạc, thậm chí gây mù lòa. Phác đồ điều trị bệnh sởi của Bộ Y tế chỉ rõ, trẻ phát hiện mắc bệnh sởi cần được uống ngay vitamin A theo liều như sau. Trẻ dưới 6 tháng uống 50.000 đơn vị một ngày trong 2 ngày liên tiếp. Trẻ từ 6 đến 12 tháng tuổi uống 100.000 đơn vị một ngày trong 2 ngày liên tiếp. Trẻ trên 12 tháng và người lớn, trừ phụ nữ đang mang thai, uống 200.000 đơn vị một ngày và trong 2 ngày liên tiếp. Trường hợp có biểu hiện thiếu vitamin A, lặp lại liều trên sau từ 4 đến 6 tuần. Việc bổ sung này giúp dự trữ vitamin A trong thời gian mắc bệnh sởi, kể cả ở trẻ được nuôi dưỡng tốt, và có thể giúp bảo vệ mắt chống mù lòa.